ăn là phải cho nguẩy gì đâu vậy. Đúng đứa chân nữa. Rồi ngồi đó đi, ngồi xuống. Ngồi lên đó mẹ phỏng vấn rồi. Rồi nửa lớn con muốn làm cái gì? Who you want to be? Trời ơi, người ta nói người ta muốn làm nhà thiên văn, như là cái người mà bay lên sao hỏa đó. Đó, con muốn làm cái người đó đó để con bay lên sao hỏa. Như quên cái từ đó, cái người gì đó. Rồi sao nữa? Hả? Rồi sao nữa? Ôi. Nói dạ mẹ. Nói dạ mẹ. Dạ mẹ. Rồi you want to be what? Trời ơi. Ba hồi bác sĩ, ba hồi thì nấu ăn, ba hồi thì làm người bay lên sao hỏa đồ, ghê chưa? Nó bay lên không gian. Nó dạ. Con xin chào ông bà cô chú. Ông bà cô chú ơi, bữa nay con muốn trở thành phi hành gia rồi nè. What about doctor? You want to be doctor or chef? Chef. Bữa nay nghỉ làm bác sĩ rồi, nghỉ muốn trở thành bác sĩ với nấu ăn đồ rồi. Muốn trở thành phi hành gia rồi. Thay đổi liên tục, rồi không biết lớn chút nữa rồi tới đâu nữa. Rồi. À, lái máy bay gì đó ha. Rồi người ơi. Rồi đi vệ sinh cũng phải bắt ghế vô ngồi trước mặt vậy rồi sao đi được. Rồi mẹ đang đi vệ sinh rồi David ngồi bắt ghế đó rồi sao mẹ đi được. Rồi để vịt đi ra ngoài đi cho mẹ đi vệ sinh cái đầu xong rồi mẹ ra nói chuyện tiếp nè. Chuyển nè. Nè, nó di chuyển.
Rồi là chép hả? Anh nói là có một vịt con ở trong cái trứng vịt. Có một con kiến dịch ở trong kiến dịch. Hả? Sao? Rồi không biết nó mặc cái quần kiểu gì nữa. Nó mặc cái quần dài, rồi nó mặc thêm một cái quần ngắn gì nữa. Chú anh chị, chắc khoảng tháng 4, tháng 5, tháng 5 là có trái ăn rồi. Không biết năm nay là ông lúa ổng có ăn hết không, chứ mấy năm trước là ổng ăn hết trái luôn, nguyên cả mùa. Ngủ gục luôn rồi. Chơi xíu đã ngủ gục rồi, mệt mỏi dữ rồi. Their shells are soft. Interesting. Did you see how long its neck was? What? What day? Thank you.
nhà Nhi sẽ ăn cơm, tất cả mọi thứ đều với trứng. Cận mây nấu với bắp cải, cà chua, salad với cà rốt, với táo, với củ hành, với trứng, với cà chua bi, trứng chiên với cà chua. Nhi thì không thể nào chiếu chén nước mắm, một lát Nhi lấy chở. Chế ớt. Bây giờ thì Nhi sẽ đi ra ngoài kêu ảnh đi vô ăn cơm. Mà Nhi là đang quay lén cô chú anh chị, Nhi để cái camera này trên cửa sổ nha. Với đây ra ngoài cho ba ăn cơm. Cho nên là cô chú anh chị sẽ không có nghe tiếng. Đi vô cho ba ăn cơm chứ đó. Đi nào đi không? Đi nè. Bây giờ là khoảng 10 giờ khuya ở bên đây rồi cô chú anh chị. Hiện tại thì anh xã Nhi đang làm việc ở bên kia, còn David ngủ rồi. Nhưng mà Nhi nán lại để trả lời câu hỏi của vị khán giả này. Câu bình luận như thế này: bạn có thể giải thích giúp tôi thắc mắc này không? Ở Mỹ thôi tôi biết, các loại lương thực thực phẩm và cây trái đều có cách nuôi trồng công nghiệp, quy mô lớn, sử dụng máy móc tự động, nên sản lượng nhiều và giá rất rẻ. Vậy, gia đình bạn là nông trại quy mô nhỏ, thủ công, theo truyền thống người Amish như vậy, làm sao cạnh tranh về giá cả với thị trường được? Nếu mà nhắc đến người Amish, thì cô chú anh chị sẽ liên tưởng đến nghề mộc, nghề nông trại. Và họ đặc biệt rất là nổi tiếng về trồng trọt. Và trong các cách trồng trọt của họ, tất cả đều thủ công, không có máy móc gì hết. Có nghĩa là làm bằng sức người và sức ngựa. Và tất cả những gì họ làm đều là giống như là chất lượng rất là tốt. Cho nên hầu hết tất cả mọi người ở trên nước Mỹ này, khi mà nhắc đến hàng nội thất của người Amish, dầu cho giá rất là cao, mắc lắm cô chú anh chị, nhưng mà họ vẫn mua. Hoặc là những cái hàng nông sản, rau củ quả đồ đó, thì cũng rất là mắc. Mắc hơn so với những cái người bản xứ mà họ cũng tự trồng luôn. Và họ cũng bán mắc hơn những người đó, chứ không phải là so với siêu thị. Nhưng mà khách hàng họ vẫn sẵn sàng mua. Bởi vì họ biết là người Amish họ trồng trọt hữu cơ. Tất cả mọi thứ đều gọi là tự nhiên, thiên nhiên đồ hết. Và bởi vì khi mà họ trồng trọt á, thì không phải họ nghĩ đến việc mà họ bán cho khách hàng, nhưng mà là họ còn kiểu như ăn nữa từ cái những gì mà họ trồng ra. Cho nên là họ rất là quan tâm đến sức khỏe. Vì thế mà họ không có sử dụng bất cứ một cái phân thuốc hóa học nào hết. Cho nên vì lý do đó mà nhiều khách hàng họ ưa chuộng đồ của người Amish. Nhi còn nhớ lúc mà Nhi còn sống ở bên bang cũ đó, thì khu đó rất là nhiều Amish. Và họ đi bán ở khắp nơi hết, từ cái sản lượng của họ. Và phải nói là nơi nào mà họ bán đó, thì nơi đó rất là đông. Mặc dù là cái giá trên là rất là nhiều so với những cái người khác bán, nhưng mà Nhi vẫn thấy là khách của họ rất là đông. Và cái chất lượng họ làm ra, họ bán ra đó, rồi về chất lượng nó rất là tốt luôn, cho nên là ai cũng đổ dồn và mua hết trơn á. Còn đối với chợ nông sản ở bên đây, gia đình của Nhi là trồng trọt thủ công, nói chung là không có bằng sức của ngựa nhưng mà bằng sức người, và cũng có sử dụng máy móc. Tuy nhiên gia đình của Nhi hoàn toàn trồng hữu cơ,
có nghĩa là không có phân thuốc hóa học gì hết. Là có nghĩa là gia đình của Nhi vẫn giữ về cái cách trồng trọt của ngài Miss và kết hợp với những cái gì mà học hỏi được trên mạng. Ở những nơi khác như thế nào thì Nhi không biết, Nhi chỉ biết bên PA hoặc là bên Tennessee này á, thì Nhi thấy là không có sự cạnh tranh về giá cả. Chẳng hạn như cái chợ nông sản mà Nhi bán đó, thì tất cả mọi người đều thảo luận bán cùng mặt hàng, cùng giá với nhau. Còn có một cái chợ khác đó, thì là mỗi người bán một giá, nhưng mà khách hàng họ vẫn không có gọi là thiên vị, kiểu là mua người nào bán rẻ thì mua, nhưng mà họ cảm thấy là họ muốn mua của ai là mua. Nhưng mà một điều đặc biệt đó là họ biết rằng ở chợ nông sản khi mà bán ra đó thì là tất cả đều của những người địa phương, và họ luôn muốn ủng hộ những cái người nông dân ở trong địa phương của mình. Ở những siêu thị khác thì Nhi không biết, nhưng mà với những cái siêu thị mà Nhi đã đi mua qua đó, thì tất cả những cái hàng mà ở trong siêu thị đều là những hàng nhập từ những bang khác, những nước khác, và nó không phải là tươi. Tất nhiên là có những cái mặt hàng là hữu cơ cũng có, nhưng mà nó không có tươi. Nó đều được trữ khoảng một tuần hoặc là hai tuần, chứ không phải là một ngày rồi họ bán hàng mới. Đối với hàng nông sản, ở chợ nông sản đó, thì chẳng hạn như gia đình của Nhi chẳng hạn, thì nếu như mà ngày mai là phiên chợ thì ngày hôm nay thì gia đình của Nhi sẽ phải thu hoạch, chứ không có dầu cho có quá nhiều nhưng mà vẫn phải thu hoạch trước một ngày, chứ không có phải là trước một tuần. Rồi khi mà bán xong phiên chợ rồi á, thì gia đình của Nhi không có trữ hàng lại. Nếu mà thừa mình ăn, nhắm mình ăn hết được á, thì mình sẽ ăn. Còn nếu mình nhắm mình không ăn hết được, hoặc là mình không thể nào làm dưa chua được, thì mình sẽ cho những người khác, những bạn hàng khác, hoặc là hàng xóm của mình. Rồi tuần tới mình sẽ thu hoạch cái sản lượng mới, chứ không có trữ lại. Có nghĩa là bán từ tuần này qua tuần kia, hoặc thậm chí là những cái rau của mình á, mình bán á, là luôn giữ luôn cả ngọn và cả gốc luôn. Chẳng hạn như củ dền hoặc là củ cải trắng đều giữ luôn cả ngọn và gốc. Thậm chí là sau 2-3 ngày có một phiên chợ khác thì gia đình của Nhi vẫn nhắm là mình thu hoạch đủ như vậy để bán cho ngày mai, chứ không có trữ lại khoảng 2-3 ngày. Cho nên cái điều ở đây đó là khách hàng ở khu này, còn những khu khác Nhi không biết, thì họ luôn nhắm vào chất lượng chứ không có cần phải rẻ. Tất nhiên là họ cũng quan tâm về giá cả, nhưng mà họ biết được rằng cái nào nó phù hợp với cái nào. Cho nên là thường ở chợ nông sản thì họ đến họ mua đó, thì họ biết rằng cái này là mới thu hoạch, chứ không phải là trữ vào nhiều ngày trước như siêu thị. Và họ biết rằng cái này là trồng hữu cơ, và họ biết rằng cái này là của những người ở trong địa phương. Và họ biết rằng là ở cái phiên chợ đó thì bán đều có giấy phép kinh doanh đủ hết trơn á. Và đây thì có một cái vị khán giả cũng trả lời như thế này nè, trả lời câu hỏi ở trên. Đó là một số người tin rằng thực phẩm hữu cơ và tự nhiên tại các trang trại nhỏ tốt cho sức khỏe hơn thực phẩm được trồng hoặc chế biến thông thường, vì chúng không chứa chất phụ gia, nhân tạo, thuốc trừ sâu, các hóa chất khác, mặc dù giá mắc hơn giá đại trà bán trong siêu thị. Đó, nó cũng giống như câu trả lời của Nhi, nhưng mà Nhi trả lời một cách mạch lạc hơn. Không phải mạch lạc hơn, có nghĩa là Nhi trả lời theo cái kinh nghiệm và cái hiểu biết của mình. Và Nhi cũng có hỏi anh xã của Nhi nữa, nói chung là không phải cái gì Nhi cũng biết. Đó, cho nên là nói tóm lại, những cái người khách hàng tại nơi đây á, cũng như là khách quen của gia đình của Nhi á, là họ biết gia đình của mình trồng ở khu nào, họ biết mình là người địa phương, và cho nên là họ cứ tới chúng mình họ mua. Và khi mà họ biết mình khoảng một năm rồi thì họ trở thành khách quen của mình, và họ cứ tới mua hoài luôn, và họ thích cái sản lượng của mình và họ cứ mua thôi. Họ không quan trọng giá cả, họ cũng không có trả giá nữa. Mình nói giá nào họ bán giá đó.
và họ cũng không có nói rằng là mình bán mắc hơn siêu thị. Và khi mà gia đình của Nhi đưa ra một cái giá để bán thì cũng không, nói chung là cũng có nhìn qua giá những cái nơi khác để mình bà coi thử là cái giá mình bán ra nó có hợp lý hay không. Nhưng mà sau đó mình cũng họp với những cái bạn hàng khác đó là giá đó như thế nào, rồi sẽ đưa ra chung một cái giá. Nói